Hôm nay ngày 17 tháng 6 năm 2021 Thứ năm tuần thứ 11 mùa thường niên năm lạ Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto Anh em thân mến, phải chi anh em chịu đựng một phần nào sự ngu dại của tôi Chắc là anh em đành chịu đựng vì tôi yêu mến anh em như Chúa có lòng yêu mến Tôi đã đến hôn anh em cho một người như dân một trinh nữ trong trắng cho Đức Kitô. Nhưng tôi lại sợ rằng như con rắn đã dùng mưu trước mà cám dỗ bà Eva thế nào thì lòng anh em cũng ra hư đốn, không còn chân thành đối với Đức Kitô như vậy. Vì nếu có ai đến rao giảng một đấng Kitô nào khác mà chúng tôi không hề rao giảng hay anh em nhận lãnh một thánh thần nào khác hoặc một phúc âm nào khác không phải như anh em đã nghe thì chắc là anh em chịu theo ngay, nhưng tôi nghĩ rằng tôi đã làm việc không thua kém gì các tông đồ cả kia đâu, bởi vì dầu tôi có ăn nói không thanh lịch, nhưng về sự thông biết thì không phải thế đâu, vì trong mọi mặt chúng tôi đã tỏ cho anh em thấy rõ rồi, hay là tôi đã phạm tội gì khi hạ mình không để anh em được nhắc lên hoặc vì đã rao giảng không công cho anh em tin mừng của thiên chúa tôi đã bóc lột các giáo đoàn khác khi lãnh trợ cấp nơi họ để phục vụ anh em khi tôi ở giữa anh em mà phải lâm cảnh túng thiếu tôi đã không làm phiền lòng ai vì tôi có thiếu thốn điều gì thì các anh em ở macedonia đến giúp đỡ cho trong mọi sự tôi đã giữ mình không làm phiền lòng ai sau này tôi vẫn giữ mình như thế đã có sự thật của đức kitô trong tôi nên tôi không để ai giật khỏi tôi được sự tôi khoe như thế trong khắp miền akaya à, à. vì sao thế có phải vì tôi không yêu mến anh em chăng đã có thiên chúa biết đó là lời Chúa ta ơn Chúa lạy chúa công cuộc tay chúa làm xa đều chân thật và công chính tôi sẽ ca tôn chúa hết lòng trong nhóm hiền nhân và trong công hội Vì đại thay công cuộc của chúa tôi thực đang cho những người men yêu quan tâm học hỏi lạy chúa công cuộc tay chúa làm xa đều chân thật và công chính công cuộc của chúa là sự hùng vĩ oai nghiêm và đức công minh của Ngài muôn đời tồn tại. Chúa đã làm những điều lạ lùng đáng nhớ, người thật là đấng nhân hậu từ bi. Lạy Chúa, công cuộc tay Chúa làm ra đều chân thật và công chính. Công cuộc tay Chúa làm ra đều chân thật và công chính. Mọi dơ răng của người đều đáng cây tiên. Những dơ răng đó được lập ra cho tới muôn ngàn đời được ban hành một cách chân thành và đoan chính. Lạy Chúa, công cuộc tay Chúa làm ra đều chân thật và công chính. Alleluia, Alleluia. Chúa trung thành trong mọi lời Chúa phán và thanh thiền trong mọi việc Chúa làm. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại. Họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Đừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước cha trị đến ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha nợ chúng con xin cho để chúng con sai trước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ amen vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ thì cha các con đấng ngự trên trời mới tha thứ cho các con nếu các con không tha thứ cho người ta Thì cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con Đó là lời Chúa lầy Chúa Kỳ Tô Ngợi khen Chúa Hành trang tông đồ Người sai nhóm 12 đi Người chỉ thể cho các ông không được mang gì khi đi đường Chỉ trừ gậy Không được mang lương thực, bao bậy, tiền giấc lưng được đi dép nhưng không được mặc khai áo. Mất cô chương 6, câu 7 đến 9. Suy niệm Những chỉ thị lên đường của Chúa nghe thật kỳ cục đối với con người trong xã hội hưởng thụ tiện nghi dư dật hôm nay bằng cách kể chi tiết các thứ không được bao gồm trong hình trang của người môn đệ lên đường. Phúc âm theo Thánh Mắc Cô nhấn mạnh đến cung cách siêu thoát của người rao giảng các môn đệ rau giảng gì kêu gọi người ta ăn năn sám hối có mối liên hệ giữa nội dung là rao giảng và cung cách rao giảng ở đây sám hối là trở về với thiên chúa nhận thiên chúa làm điểm tựa vậy điều tiên quyết là phải rời khỏi những điểm tựa cố hữu của mình đó là tinh thần siêu thoát mà chúa muốn những người làm sứ vụ rao giảng phải làm gương qua hành trang thanh thoát nhẹ nhàng thật vậy các phương tiện dù cần thiết đến mấy cũng chỉ là phương tiện đôi khi để dứt bỏ ràng buộc người ta cần phải tích cực khước từ ngay cả những gì mình cần mời bạn nhìn lại để thấy rằng trước tiếng gọi của Chúa biết bao lần bằng đã nói không hoặc khất lần khất lửa viện kế rằng mình cần những phương tiện nào đó để làm việc cho Chúa hãy chân thành nhìn nhận trước mặt Chúa ta vẫn có biết bao phương tiện để phục vụ cho nước trời mà ta chưa dùng. Sống lời Chúa, hôm nay bạn áp dụng bài học siêu toát bằng một hành vi chia sẻ, cầu nguyện, đọc kinh trong kệ. Chúng con trong kệ ra thanh đức mẹ chúa trời, xin chớ chê chớ bỏ lời cầu nguyện. Trong cơn gian nan thiêu thôn, đức nữ đồng trên niên vinh sang lang hằng chơi chúng con cho khỏi mọi sự dư amen Lạy rất thanh trái tim đức chúa giêsu thương xót chúng con này trái tim cực thanh cực tình rất thanh đức bà maria cầu cho chúng con Lạy ông thánh Du-xe, là bạn thanh xa đức bà maria trong nợ đồng trinh cầu cho chúng con các thanh Tử đạo việt nam cầu cho chúng con nữ vương ban sự bình an cầu cho chúng con trích năm phút suy niệm lời chúa hàng ngày đời vẫn có ý nghĩa một tác giả người thụy điển đã tưởng tượng ra một cuộc tranh luận sôi nổi diễn ra giữa các cư dân sinh sống tại một khu rừng nọ đề tài của cuộc tranh luận là đâu là ý nghĩa của cuộc sống kẻ lên tiếng phát biểu ý kiến đầu tiên không ai khác hơn là chú chim họa mi suốt ngày chỉ biết ca hát liếu lo chú khẳng định rằng đời là một cuộc ca hát không ngừng một chú chuột chuỗi phản pháo tức khắc theo chú đời là một cuộc tranh đấu không ngừng để chống lại bóng tối con bướm có đôi cánh sặc sỡ thốt lên đời là vui chơi và hạnh phúc con ong đang miệt mài tìm mặt bay mấy cánh hoa không tán thành ý kiến ấy chút nào nó bảo rằng Đời là một cuộc lao động vất vả, con kiến cũng nhất trí với con ông để chỉ thấy rằng đời là lao động. Từ trên cao một con phượng hoàng cũng góp ý kiến Đời là tự do, đó là ý kiến của động vật, các thổ mộc cũng không thiếu ý kiến để đóng góp; cây thông cao sừng sững giữa rừng hoàn toàn tán thành ý kiến của con phượng hoàng Đời là tự do. Một cánh hoa dại giữa rừng thì lại hùa theo con ong và con kiến Để khẳng định rằng đời chỉ là lao động vất vả Cánh hoa hồng thì lại đồng quan điểm với con bướm Để cho rằng đời là hạnh phúc và vui tươi Thế giới vô tri cũng lên tiếng phát biểu Một đám mây đen ngao ngán thốt lên Đời chỉ là đắng cay và nước mắt Một dòng sông hiền hòa trôi chảy cũng nhận định đời là một dòng nước chảy không ngừng lời phát biểu cuối cùng nhưng cũng là ý kiến tổng kết của cuộc tranh luận là tiếng chuông từ một giáo đường bên cạnh khu rừng thật thế tiếng chuông ấy ngân lên những lời như sau tất cả những lời phát biểu của quý vị đều đúng cả đời là hòa bình đời là ca hát đời là vui tươi đời là tranh đấu đời là bể khổ đời là đắng cay nhưng tất cả đều tư nở trong lòng người nhờ quyền lực của Chúa Thánh Thần. Tôi bởi đâu mà đến? Tôi sẽ đi về đâu? Tại sao tôi đau khổ? Đó là những câu hỏi lớn nhất mà một lúc nào đó trong cuộc sống chúng ta không thể tránh né được. Cảm ơn Chúa vì đã cho chúng ta giải đáp trong chính Chúa Giêsu Kitô. Chính Ngài là ánh sáng chiếu rọi trên bí ẩn của cuộc đời cũng như trên chính mầu nhiệm của con người. Công đồng Vatican thứ hai trong hiến chế vui mừng và hy vọng đã nói với chúng ta rằng huyền nhiệm của con người chỉ có thể được sáng tỏ trong chính màu nhiệm của ngôi hai nhập thể. Chúng ta chỉ có thể tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi lớn của cuộc sống bằng cách nhìn vào Đức Giêsu Kitô. Quả thật, Ngài đã sống kiếp con người như mọi người, nhưng chính khi tiếp nhận mọi mùi vị của cuộc sống, Ngài đã mặc lấy cho cuộc sống một ý nghĩa, một hướng đi, Cuộc sống có ngục mùi, đắng cay, chua xót Cuộc sống có lao động, tranh đấu hay thảnh thơ Tất cả đều mang lấy một ý nghĩa Trong Chúa Giêsu xu mất mát trở thành thắng lợi Thua thiệt trở thành cơ may Đau khổ trở thành dịu ngọt Cái chết trở thành khởi đầu của sự sống Nếu chúng ta đón nhận cuộc đời này bằng với cái nhìn ấy thì quả thật không một thử thách mất mát đau khổ nào khiến chúng ta thất vọng quyền lực của thánh thần mà Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta. Những bể khổ, những đắng cay chua xấu của cuộc sống đều có thể nở hoa. Những niềm vui nhỏ ấy sẽ mang lấy chiều kích vĩnh hằng. Những việc làm vô danh thường ngày sẽ mang lấy giá trị vĩnh cửu. Bài trích sách Lệ sống.